bỏ bông bùng ra con. Đó, cái bông bùng này. Này cái bông bùng nguyên bộ nha. Đó, gấp rồi thì vậy đó. Đó. Gió ghê luôn con. Không. Mát ghê không? Ghê thiệt. Đó, nguyên bộ mới dầu đó rồi. Con cứ về chạy thôi. Bỏ một bùng nha. Ngon lành. Rồi, con này có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Đã rồi con. Nguyên bộ đó đó. Con cứ mua về chạy thôi. Rất ok. Ok nha bà con. Đó. Đây nguyên bộ bông bùng nha, đây bông bùng nè, bà con chỉnh muốn hướng chỉnh hướng nào chỉnh nha, không bẻ nào hơi bẻ nè, không bẻ qua đây qua đây, không, con chỉnh hướng nào chỉnh tùy đủ hướng luôn nè, ha, không qua đây thì qua đây, siết ốc này lại, thứ hai cổ dê lại, à, đây nguyên bộ bông bùng đó, dành cho máy dầu từ 4 đến 5 ngựa nha, máy xăng từ 4 đến 5 ngựa luôn, mô tô điện từ 3 ngựa cho lên, rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707, có đã. Bông bùng bông nè, chiên bông bùng á. Máy 5 máy 6 rồi, máy này máy 6 nè, chạy vô tư luôn nè. Đây máy này máy 6 là 4.85 kW. Đúng không? Nhẹ, zin gọn nhẹ bà con ơi. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.